Một chiếc cần cẩu của công trường đang thi công tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã bị sập, khiến hai người bị thương. Sự việc diễn ra vào rạng sáng nay 7 tháng 3. Vào rạng sáng nay tại công trình thi công dự án căn hộ Tô Bắc Hôm số 102 đường Phan Văn Hớn, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, một chiếc cần cẩu cao hàng chục mét đang hoạt động thì bất ngờ bị đứt gãy, đổ sập đè trúng một xưởng gỗ và ba căn nhà trọ bên dưới. Sự cố bất ngờ trên khiến người đàn ông điều khiển xe cẩu và một nam thanh niên khu trọ bị thương, nhiều người khác may mắn thoát nạn. Tại hiện trường, tay của chiếc cần cẩu dài gần 100 mét nằm vắt ngang từ công trình đè sang nóc dãy phòng trọ và một xưởng gỗ. Các bức tường bị đổ sập. Theo người dân, cần cẩu này của công trình đang thi công thường vương dài sang phía khu dân cư, khiến mọi người luôn cảm thấy bất an lo lắng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ nguyên nhân.